Mọi người có biết lý do vì sao mà bún chả Hà Nội là một cái món ăn đặc sản Bắc Bộ nhưng mà rất là được lòng người miền Nam không? Có người thì nói là giống bún thịt nướng chẳng qua không ăn khô. Có người nói là bún chả thú vị vì các nguyên liệu được để rời, thích ăn gì thì cứ kết hợp. Riêng Phúc thì cũng có một cái quán bún chả yêu thích mà nay mới mở thêm chi nhánh ở bên Bát Tơ quận 3 nè. Bún chả ở đây ngon, từ chả thịt nướng cho đến nước mắm kèm đu đủ mà vị ở đây khá là giống với khi mà Phúc đi ăn ở Hà Nội. Ngoài ra thì có khá là nhiều món đặc sản từ Hà Nội rất là ngon mà để coi Phúc sẽ review cái món gì trưa nay nha. Quán này nằm đối diện cổng của viện Bát Tơ trên đường Bát Tơ quận 3. Cái tô bún chả khá là nhiều chả với lại thịt nướng mà nhìn cái miếng chả thịt ngon không có bị khét, thêm cái nước mắm còn nóng thơm ăn kết hợp với lại đu đủ rau sống và một ít bún. Nhớ ngày xưa cái món này không biết ăn, tôi dùng hết bún vô cái tô nước mắm thịt chả, sau này biết rồi thì gấp ra chén kết hợp với lại rau bún một lượng vừa đủ sẽ ngon hơn. Với món bún đậu thì chỉ từ 35.000 cho món bún và đậu, đầy đủ 6 món bao gồm bún đậu, chả cớm, nem chua rán, dồi sụn, thịt luộc ăn cùng với rau và dưa leo thì 69.000. Mà đặc biệt là mắm tôm ở quán khá là ngon, kết hợp với lại một chút đường tắt ớt rồi đánh đều lên chấm thơm lắm. Quán này khá là sạch sẽ, mấy anh chị trong quán nhiệt tình thân thiện, món lên nhanh, cho nên buổi trưa là điểm đến của mấy bạn nhân viên văn phòng trong khu vực. Phúc khá là thích cái chả ốc ống tre nhồi chấm nước mắm xà tắc ngon hết sảy luôn. Menu thì Phúc thấy còn có bún nem với lựa chọn thịt tôm ốc hoặc là bún nem cua bể hay là bánh tôm Hồ Tây, chưa thử mà có dịp thì Phúc sẽ thử sau. Quán này có tên là Gấp Gấp, một quán chuyên món ăn đặc sản Hà Nội. Địa chỉ thì Phúc để trên màn hình cho các bạn tham khảo nha.